Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi nhé. Tin tức ngày 15 tháng 1. Mới đây trên trang mạng xã hội, Đen Vâu và Hoàng Thị Linh đã bí mật cưới hỏi. Và theo nguồn tin từ báo Người Lao Động thì mạng xã hội như là bùng nổ khi có thông tin lan truyền rapper Đen Vâu với ca sĩ Hoàng Thị Linh vừa bí mật tổ chức đám hỏi ở quê nhà đàn gái cách đây một tháng. Cư dân mạng đang bàn tán ồn ào, trong đó có 99% tỏ ra bất ngờ bởi ngoài việc hợp tác cùng nhau trong các dự án âm nhạc thì Đen Vâu và Hoàng Thị Linh chưa từng để lộ dấu hiệu hẹn hò nào với nhau cả. Nếu như Đen Vâu luôn kín tiếng trong các mối quan hệ cá nhân thì trước đó Hoàng Thị Linh cũng có nhiều tin đồn cặp kè yêu đương nhiều người. Tuy nhiên chưa bao giờ có tin đồn Hoàng Thị Linh và Đen Vâu lại là một cặp đôi. Có những đồn đoán của cư dân mạng, ca sĩ Hoàng Thị Linh cũng tỏ ra bất ngờ, vẫn là cách phản ứng thông thường của Hoàng Thị Linh trước những tin đồn, cười lớn và nói: làm gì có thông tin chính xác, Linh xin chia sẻ trực tiếp thông báo với mọi người. Thật ra thì với những người quen biết với Hoàng Thị Linh, việc bí mật đám cưới với Đen Vâu là chuyện không thể tin được. Tin đồn nhảm, thông tin xàm, như khẳng định của nhiều nghệ sĩ cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là chiêu trò tương tác của nhãn hàng đang có dự án hợp tác với một trong hai nhân vật này. Hay rapper Đen Vâu vẫn chưa lên tiếng về tin đồn bí mật mà làm đám cưới hỏi với giọng ca Hoàng Thị Linh này. Và đó là cái thông tin ngày 5 tháng 1 về Hoàng Thị Linh và Đen Vâu. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment và đừng quên đăng ký và cho kênh.